xưa nay chưa thấy ai lau giày một cách kỳ quái như thế. Người khác chọn bày sạp ở những nơi sầm uất, nhưng mỗi cậu ta bày ở trước cửa ngân hàng, bởi vì mục đích của cậu ta không phải vì để kiếm tiền, mà là muốn tiếp cận ông phú hào da trắng. Cậu cố ý đánh giày rất chậm, như vậy trong lúc chờ cậu có thể nghe lỏm những bí mật kinh doanh mà đối phương nhắc đến. Đợi sau khi ông khách đi, cậu lập tức lôi một cuốn sổ từ trong ngực ra, ghi hết những thông tin ban nãy vừa nghe được lại. Thứ cậu muốn nghe nhất chính là những kiến thức tài chính quý báu này, bởi lẽ ước mơ của cậu là trở thành một chuyên gia tài chính. Nhưng bố cậu lại buồn bã, nói với cậu rằng ước mơ này không thực hiện được đâu, bởi lẽ lúc này là năm 1939 ở Texas, nước Mỹ. Người da trắng sẽ không cho phép người da đen kiếm tiền bằng cách của họ. Cậu nhóc thấu hiểu về hiện thực bố nhắc, nhưng ánh mắt cậu lại toát ra sự kiên định. 15 năm sau đó, cậu nhóc đánh giày năm nào đã kết hôn sinh con. Cậu dẫn theo vợ con chuyển đến Los Angeles, bởi vì vấn đề kỳ thị chủng tộc ở đây đỡ hơn một chút. Vì vậy anh chọn nơi này để khởi nghiệp. Một nhà ba người chen chúc nhau trong căn phòng ọp ẹp mà dòng họ bỏ lại. Cô vợ không oán trách câu nào, hết lòng ủng hộ và cổ vũ cho anh. Anh bắt đầu làm từ nghề môi giới bất động sản. Bằng khả năng quan sát nhạy bén, anh phát hiện khu nhà của người da đen đã chật cứng, còn khu người da trắng vẫn còn rất nhiều phòng trống, nhưng chẳng có chủ nhà nào đồng ý cho người da đen thuê. Đây chính là cơ hội làm ăn cực lớn. Rất nhanh anh đã nhắm được một chung cư của người da trắng sát sạt bên cạnh chung cư của người da đen. Ngay hôm đó anh tìm đến chủ chung cư bàn bạc. Ông ta ra giá 35.000 đô. Gareth làm gì có nhiều tiền như vậy. Thế là anh đưa ra một phương án cho chủ nhà để đối phương bán lại cho mình với mức giá 3.000 đô. Đợi sau khi ăn thu được tiền thuê, sẽ trả thêm cho đối phương 5.000 đô trên mức giá ban đầu. Mặc dù rất tán thưởng đầu óc của anh da đen trước mặt, nhưng chủ nhà không muốn nhận mối làm ăn có rủi ro. Gareth tỏ vẻ thấu hiểu. Trước khi đi, ánh mắt của anh bỗng chốc bị cuốn lịch thu hút. Bên trên có viết người tặng là giám đốc của một ngân hàng nào đó. Nhìn mấy chữ này, một ý nghĩ táo bạo nảy ra trong đầu anh. Sau khi chào tạm biệt chủ nhà, anh tìm tới ngân hàng mà vị giám đốc đó làm. Nhưng thư ký cực kỳ kỳ thị người da đen, không muốn cho anh gặp. Anh bèn đứng đợi trước cửa ngân hàng cho đến lúc chiều muộn tan sở. Thấy vị giám đốc nọ bước ra khỏi ngân hàng, anh vội vàng bước tới bắt chuyện, nói tôi quen biết với khách hàng lớn của anh, trước mắt muốn làm một mối làm ăn sẽ có lợi cho anh, mong ngài có thể cho tôi vay một khoản. Cuối cùng vị giám đốc ấy vẫn khước từ. Anh về đến nhà, vẻ mặt có hơi thất vọng. Đúng lúc này, điện thoại bỗng đổ chuông. Đối phương chính là ông chủ nhà hôm nay. Sau khi biết Gareth âm thầm lấy danh nghĩa của mình đi mượn tiền, không chỉ trách móc anh, trái lại còn tán thưởng sự bền bỉ tìm mọi cách để đạt được mục tiêu của anh. Ông bảo Gareth ngày mai đến ngân hàng vay tiền, ông sẽ làm người bảo lãnh. Cứ như thế, Gareth thành công mua được tòa nhà đó, đồng thời nhanh chóng sửa sang lại, nhưng khiến một vị khách thuê người da trắng không hài lòng. Bà bảo Gareth thông báo cho chủ chung cư, nói rằng cho dù có tân trang cho sang trọng đến cỡ nào đi chăng nữa, cũng đừng hòng tăng tiền nhà của bà. Nhưng khi nghe thấy Gareth chính là chủ chung cư, bà cực kỳ sửng sốt, đinh ninh anh đang nói dối. Không lâu sau, cảnh sát đột nhiên tìm tới cửa. Họ nói với anh, có người tố cáo anh mạo danh chủ chung cư tân trang nhà cửa. Anh đáp quả thực bản thân chính là chủ sở hữu tòa nhà này. Đối phương chế giễu khinh thường. Thấy vậy, Gareth đành lấy bản photo giấy chứng nhận sở hữu nhà đất đưa cho cảnh sát kiểm tra. Sau khi anh ta xem xong lại đưa cho đồng nghiệp. Sau khi đối chiếu kỹ càng, phát hiện chung cư này quả thật là của Gareth. Hai người họ chỉ đành bực dọc bỏ đi. Tối hôm đó, Gareth cầm đèn pin đến tòa chung cư. Sau khi bà già khắt khe ở cửa trông thấy, lớn tiếng mắng nhiếc anh rời đi. Bây giờ không phải là lúc để sửa nhà. Gareth điềm nhiên đáp, người bà nói là công nhân, còn tôi là chủ cơ mà. Bà lão nghe xong khuôn mặt sửng sốt như không thể tin được. Hôm sau, bà cố ý ra vẻ ta đây, mang lòng tự tôn và hư vinh nực cười của bản thân. Ngồi lên chiếc xe tải của công ty vận chuyển, bà vừa đi không lâu, Gareth bèn lấy phòng bà cho một cô gái người da đen thuê lại. Vài ngày sau, Gareth lại đến tìm chủ chung cư, thông báo với ông rằng đã cho thuê hết toàn bộ chung cư rồi. Ông chủ đánh giá rất cao về năng lực Gareth, đề nghị hợp tác với anh, không cần anh bỏ ra một cách nào, chỉ cần chọn một căn nhà có giá trị ở xung quanh đây. Đến lúc bàn bạc xong xuôi ký hợp đồng, sẽ cho anh ra mặt với thân phận của người da trắng. Đợi sau khi mọi thứ suôn sẻ, tiền thuê nhà chia 50-50. Gareth vui vẻ đồng ý. Rất nhanh, hai người bắt tay hành động. Một người gánh bên ngoài, một người gánh bên trong. Chẳng bao lâu đã kiếm được món hời lớn. Gareth đổi một căn nhà to cho gia đình. Nhìn nụ cười trên khuôn mặt vợ, Gareth cảm thấy tất thảy đều rất xứng đáng. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tài gang, chủ nhà đột nhiên qua đời ngay trong đêm hôm đó. Toàn bộ tài sản đều do vợ ông ấy thừa hưởng. Nhưng bà quá phụ này nào có đầu óc như ông chủ nhà cũ, càng không thể nào tiếp tục hợp tác với Gareth, bởi bà cực kỳ kỳ thị người da đen. Thế là bà ta đề nghị mua lại cổ phần trong tay Gareth với giá cực kỳ thấp, đồng thời uy hiếp anh rằng nếu anh không đồng ý, vậy thì hẹn gặp nhau ở tòa, anh thử xem quan tòa sẽ để một người da đen thắng kiện hay không. Cái nhăn mày ấy của anh chất chứa nỗi phẫn uất chẳng nói được thành lời. Đối mặt với sự bất công của xã hội, anh không muốn dễ dàng khuất phục, quyết tâm đối đầu với bà ta. Thế là anh đến tìm giám đốc ngân hàng nọ để làm nhân chứng. Thế nhưng giám đốc nọ lúc này đã là cố vấn tài chính cho bà quá phụ khắc nghiệt đó. Thấy Gareth đương nhiên chọn cách ngó lơ rồi. Gareth biết hết, đi trong đại sảnh khách sạn,
Garrett liếc nhìn những người da trắng lượn lờ xung quanh, một ý tưởng táo bạo điên rồ, dục dịch trong lòng anh, sự áp bức cuối cùng chuyển hóa thành sức mạnh để phản kháng. Anh sẽ mua cả tòa nhà, khiến tất cả ngân hàng phải phục vụ anh. Anh tìm được một nhà bất động sản da đen nổi tiếng ở Los Angeles, nói với anh ta kế hoạch của mình, phải nắm được tình hình mới nhất của thị trường bất động sản. Nơi tốt nhất chính là nội bộ ngân hàng, mua tòa nhà đó đồng nghĩa với việc thâm nhập vào 12 ngân hàng. Không chỉ có thế, một khi trở thành chủ nhân của tòa lầu, lần sau ngân hàng từ chối của anh thì buộc phải suy nghĩ thật kỹ. Dâu trắng váng trước ý tưởng này, mặc dù ông là đại gia có tiền, nhưng đâu đâu cũng bị người da trắng gò bó. Sau khi suy nghĩ kỹ, ông thấy rằng kế hoạch này khả thi, nó không chỉ có thể đưa sự nghiệp của ông lên một tầm cao mới, còn có thể dẫm đạp ngân hàng của người da trắng dưới chân. Ông quyết định hợp tác với Garrett, nhưng suy cho cùng cả hai là người da đen, không thể trực tiếp ló mặt làm ăn, nếu không có tiền cỡ nào cũng không có khả năng thành công. Vì vậy cần một người da trắng thay họ lộ diện. Đối với chuyện này, trong lòng Garrett đã có ứng cử viên thích hợp, đó là Matt, người công nhân đã giúp anh sửa sang lại chung cư. Matt là người cực kỳ có trách nhiệm, cũng chưa bao giờ kỳ thị người da đen. Thế là Garrett và Joe bắt đầu trưng diện cho Matt, dạy cậu ta chơi golf, cách ứng xử trên bàn ăn, và cả kiến thức tài chính nữa. Qua một khoảng thời gian đào tạo, Matt về cơ bản đã nắm được hết những nội dung này. Bây giờ chỉ còn lại kỹ năng đàm phán khó nhằn nhất, rất khó để học được trong một thời gian ngắn. Garrett bèn soạn sẵn lời thoại hoàn hảo cho cậu ta, bảo cậu ta học thuộc lòng hết tất cả. Buổi đàm phán hôm ấy, Matt đã tận dụng cách của Garrett tính ra tỷ lệ phòng trống của tòa chung cư thông qua việc đếm số đèn, cũng như định giá của tòa và hàng loạt những con số cần dùng đến, chèn ép đối phương đến mức ông ta không còn gì để nói. Ban đầu, đối phương ra giá hơn 2,4 triệu đô cho cả tòa, cuối cùng đã thành công mua lại với giá 1,56 triệu đô. Kể từ đó trở đi, mỗi khi Garrett bước vào tòa chung cư lớn này, đều sẽ có vô số các chủ tịch ngân hàng đến bắt tay với anh. Vị giám đốc trước khi xem thường anh, trông thấy cảnh này cả người như chết lặng, có được sự ủng hộ của nhiều ngân hàng. Garrett và Matt tận dụng các khoản vay nhanh mở rộng việc kinh doanh, thu mua hơn 177 địa điểm có chung cư đáng giá ở xung quanh, phá vỡ sự phân chia nghiêm ngặt giữa hai khu da đen và da trắng ở Los Angeles, cho rất nhiều người da đen vào sống ở những khu chung cư mà trước đây chỉ người da trắng mới được ở. Câu chuyện khởi nghiệp của họ nhanh chóng lan truyền khắp Los Angeles, ngay cả phó tổng thống cũng đến tham quan tòa chung cư của họ. Mấy năm sau, Garrett dẫn gia đình áo gấm về làng. Bố anh cảm thấy tự hào về những thành tựu mà anh đạt được hôm nay. Anh đưa con trai đi dạo phố, đi qua cổng ngân hàng mà khi xưa anh từng bày sạp. Anh tháo kính ra, một kế hoạch đầy táo bạo hiện lên trong đầu. Anh muốn thu mua ngân hàng này, để các khoản vay không còn là lợi ích độc quyền của người da trắng. Thế là ngay khi trở lại Los Angeles, anh đã tìm đến Joe để thảo luận về vấn đề này. Nghe xong, Joe kiên quyết phản đối, bởi vì quê hương Texas của anh là khu vực phân biệt chủng tộc nghiêm trọng nhất trong cả nước. Họ làm như vậy chính là đang khiêu chiến với chế độ phân biệt chủng tộc bên đó. Kết quả cuối cùng chắc chắn nghiêng về thất bại. Garrett đương nhiên hiểu lẽ này, nhưng anh vẫn hạ quyết tâm muốn thử một lần, bởi lẽ anh cũng từng là người bị ướt mưa. Anh muốn dùng sức mạnh hiện tại của bản thân để che chở cho những người da đen bên đó. Dâu thấy Garrett đã kiên quyết, chỉ đành lăn xả theo anh, vẫn để Matt thay bọn họ ra mặt thương thảo để tìm hiểu, đảm bảo không có sơ hở. Dâu mời bạn của ông bên đó tới hỗ trợ. Cứ như thế, ngân hàng Mainland thành công vào túi của họ. Sau khi tiếp quản, Garrett lập tức thay đổi chính sách của ngân hàng, để người da đen có quyền vay tiền, đồng thời chủ động đến tận cửa tìm kiếm khách hàng chất lượng, giúp họ cải tạo cửa hàng cũ kỹ, thêm thiết bị làm việc cho họ. Thấy sự nghiệp của không ít người da đen dần được cải thiện, Garrett mỉm cười hài lòng. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, cổ đông thứ hai của ngân hàng phát hiện ra manh mối. Bởi vì tỷ lệ phê duyệt cho các khoản vay của người da đen là 100%, anh ta chất vấn Matt chuyện gì đây. Tất nhiên Matt sẽ không nói sự thật. Thế là anh ta lén lút theo dõi Matt, phát hiện Garrett mới là chủ ngân hàng thực sự, biết mình đang làm việc cho một tên da đen. Anh ta cảm thấy cực kỳ xấu hổ và phẫn nộ. Anh ta quyết tâm muốn hất cẳng họ để đưa bản thân lên thay. Không lâu sau, phe Garrett nhận được một lá thư từ văn phòng giám sát tiền tệ. Trong thư viết có người nặc danh tố cáo bọn họ cho vay bất hợp pháp. 2 tuần sau sẽ kiểm tra ghi chép tài chính của ngân hàng họ. Đây vừa khéo là cơ hội để Matt chứng minh bản thân. Nhưng không phải là chứng minh với dâu và Garrett, mà là chứng minh với vợ của cậu ta. Kể từ khi cậu ta và vợ từ Los Angeles chuyển đến đây để làm việc, cuộc sống đã thay đổi rất nhiều. Để bù đắp cho Matt, mỗi tháng Garrett đều trả cho cậu ta với mức lương cao gấp 6 lần hồi còn ở Los Angeles. Nhưng vợ của Matt rất không hài lòng. Cô ấy cho rằng Matt chỉ là một tên làm thuê. Cô rất mất thể diện trước mặt bạn thân. Thế là ở một bên châm ngòi thổi gió, hy vọng Matt cũng có thể trở thành ông chủ. Matt rất quan tâm đến hình tượng của mình trước mặt vợ, bèn ghi nhớ chuyện này trong lòng. Nay ngân hàng Mainland đang gặp khủng hoảng, Matt đề nghị mua lại một ngân hàng khác. Như vậy họ có thể chuyển hết các khoản vay của người da đen sang, trước khi ngân hàng Mainland bị tra xét. Nghe có vẻ đây là ý tưởng hay, nhưng Garrett nhìn thấy không ít rủi ro bên trong. Anh và dâu không thể phân thân đi quản lý một ngân hàng khác nữa. Lúc này Matt bỗng mở lời, sau khi mua lại ngân hàng Marlin, giao cho cậu ta toàn quyền quản lý. Như vậy có thể ổn thỏa chuyện đâu vào đấy. Garrett xong thở dài một tiếng,
Vì trong thâm tâm anh biết rõ Matt chẳng tài nào có năng lực tự mình điều hành một ngân hàng. Khéo léo khước từ ý tưởng này của cậu ta, nhưng Matt vẫn không cam tâm, thậm chí dọa sẽ từ chức và trở về Los Angeles, dâu nổi cơn thịnh nộ ngay. Nhưng xét đến việc dẫu sao Matt cũng theo họ lâu như vậy, lại không đành lòng để cậu ta đi thật, bất lực, họ đành đồng ý thu mua ngân hàng Marlin và để cậu ta tự mình quản lý. Cuộc khủng hoảng của ngân hàng Mainland cũng nhờ đó mà được giải quyết. Nhưng không lâu sau, ngân hàng Marlin xảy ra trục trặc, do Matt thiếu kinh nghiệm, bị cổ đông Hai và luật sư gài bẫy, bắt cậu ta ký kết một bản giấy tờ vi phạm với quy định. Rất nhanh, các thanh tra từ văn phòng kiểm soát tiền tệ đã tìm đến cậu ta, yêu cầu Matt chuẩn bị sẵn sổ cái, một tiếng sau ông ta sẽ qua kiểm tra. Matt hoảng loạn, vội vàng gọi điện thoại cho Garrett, thông báo chuyện này cho anh. Garrett nghe xong cảm thấy không ổn, biết đây không phải là trùng hợp, với năng lực của Matt chắc chắn sẽ không ứng phó nổi. Thế là anh đóng giả làm lao công, bước vào ngân hàng Marlin, nhân lúc kiểm toán viên đang tra sổ sách đi đến phía sau tấm kính, dạy Matt làm thế nào để đáp lại câu hỏi của đối phương. Cách gian lận này rất nhanh bị đối phương phát giác, ông ta trực tiếp đóng cửa phòng làm việc lại, khiến Garrett hoàn toàn không nghe được nội dung đối thoại. Không có sự trợ giúp từ Garrett, Matt hỏi gì cũng không biết, nhìn bộ dạng ngu ngốc của cậu ta, thanh tra chỉ đành bất lực giải thích cho cậu ta nghe. Cuối cùng sau khi kiểm tra, ông phát hiện tổng cộng hơn chục khoản cho vay bất hợp pháp. Khi Matt báo chuyện này lại cho Garrett, Garrett như chết lặng, bởi vì mỗi một khoản vay anh đều đối chiếu rất kỹ. Không thể nào có vấn đề này được. Lúc này Joe mở miệng nói. Cậu nhờ ai giúp cậu tìm luật sư? Did you ask to find this lawyer? Who, Matt? Fion, tức ông cổ đông thứ hai. Fion, Garrett hay biết Matt chẳng những dùng luật sư mà bản thân giới thiệu, trái lại còn đi tìm luật sư mà cổ đông hai quen biết. Nhất thời tức điên lên, điều này rõ ràng là do cổ đông thứ hai đã đánh cháo các khoản vay thế chấp. Anh ta làm gì thì có lợi lộc gì, để bắt thóp, làm lung lay vị thế của chúng tôi ở ngân hàng Mainland. Cũng có khả năng anh ta chỉ muốn nhìn chúng tôi thất bại. Trước tình huống tồi tệ này, biện pháp tốt nhất chính là từ bỏ ngân hàng Marlin. Nhưng Matt không muốn trở lại làm công nhân, cậu ta vẫn muốn tiếp tục làm ông chủ, để bảo vệ hình tượng của bản thân trong lòng vợ. Ngay ngày hôm sau, Joe đã nghe được một tin động trời. Bạn ông gọi điện thông báo ngân hàng Marlin đã trả hết nợ, đã khôi phục lại khả năng chi trả. Joe vừa nghe xong bật cười, anh không tin sẽ có người ngốc đến độ mua lại những khoản vay tồi tệ đó với giá gốc. Nhưng khi ông nghe tin bên thu mua là ngân hàng Mainland, lập tức nổi cơn tam bành, lập tức kéo Garrett đi tìm Matt, bởi vì cách làm này của cậu ta đã vi phạm pháp luật. Chỉ là tạm thời mà thôi, đây là hành vi lừa đảo, không nếu phân loại những khoản vay này, Matt nếu cứ đà này cả hai ngân hàng đều sẽ bị cậu phá banh. Lấy sổ ra đây. Đợi đã, mang cuốn sổ ghi chép chết tiệt đó ra đây. Nhưng mọi thứ đã muộn, thanh tra của văn phòng giám sát đến, họ không chỉ niêm phong ngân hàng Mainland mà còn bắt giữ Garrett và Joe, công sức cả mấy năm trời. Trong giờ phút này, đổ sông đổ bể, tại phiên điều trần, Matt đổ hết trách nhiệm lên người Garrett và Joe. Vì vậy, cậu ta được phán vô tội, còn Garrett và Joe lại đối mặt với hai sự lựa chọn. Hoặc là nhận tội gánh hết trách nhiệm, như vậy sẽ chỉ thiệt hại ngân hàng Mainland, còn lựa chọn thứ hai chính là thích nói gì thì nói. Nhưng làm như vậy, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, không những phải vào tù, mà ngay cả tài sản ở Los Angeles cũng không giữ được. Trước khi lên phiên tòa, Garrett tháo cặp kính mà trước nay anh dùng nó để khống chế lửa giận của bản thân. Anh sống bằng lý trí hết nửa đời người, nhưng lần này anh quyết định nghe theo con tim một lần. Vì cách ăn mặc, anh Garrett, anh đang xáo trộn trật tự của phiên tòa. Tôi còn chưa nói xong. Bạn không thể mua nhà nếu như không vay được tiền. Bạn không thể khởi nghiệp. Anh Garrett, chúng tôi cảnh cáo anh. Tại sao các ngài cứ khăng khăng muốn bài trừ một chủng tộc nào đó ra khỏi giấc mộng của nước Mỹ? Sau khi phiên tòa kết thúc không lâu, toàn bộ tài sản của Garrett và Joe đều bị chính phủ tịch thu, đồng thời phán cả hai 3 năm tù giam với tội danh lạm dụng quỹ ngân hàng. Ngày Garrett ra tù, cô vợ nói với anh, giờ chúng ta trắng tay rồi. Nhưng Garrett và Joe lại đối mắt nhìn nhau cười. Không lâu sau, bộ đôi bắt đầu gầy dựng lại thế lực tài chính ở Bahamas, một lần nữa chung tay góp sức gầy dựng nên sự nghiệp. Mặc dù kẻ phản kháng đơn độc cuối cùng không chống nổi dòng lũ của bóng đêm, nhưng tâm hồn của họ vẫn cứ tỏa sáng như thế.